bắt đối tượng giết chồng người tình sau 83 giờ gây án. Sáng nay, ngày 23 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Sơn Tông, 33 tuổi, trú tại bản Tân Xéo Phình, xã Mồ Xê Sang, huyện Phong Thổ để điều tra về hành vi giết người sau 83 giờ gây án. Nạn nhân là anh Phan Văn Ca, 41 tuổi, trú tại bản Lùng Thang, xã Mồ Sang, huyện Phong Thổ. Nguyên nhân tử vong được xác định do tác động của ngoại lực, phần đầu và mặt bị biến dạng, nghi bị giết hại. Sau khi nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp xác lập chuyên án truy xét mang bí số 0122 giờ, tập trung tối đa lực lượng điều tra. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Phan Sơn Tông và Tần Ú Mẩy, 33 tuổi vợ anh Ca, là hai nghi phạm chính liên quan đến vụ án, tuy nhiên Mẩy đã bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tông khai nhận hơn một năm trước, khi Mẩy bị chồng đánh thường gọi điện tâm sự với Tông, hai người rủ nhau xuống Hà Nội làm thuê và chung sống như vợ chồng. Quá trình chung sống, Mẩy nghe tin chồng hay đánh đập con cái, dọa giết cả nhà Mẩy nên đã nhiều lần rủ Tông đi giết Ca, nhưng Tông không đồng ý. Ba tuần trước, nghe tin Ca lấy vợ mới, Mẩy dọa Tông nếu không cùng mình đi giết Ca, sẽ bỏ đi Trung Quốc và bảo con mình nói với Ca việc hai người từng chung sống thì Ca sẽ tìm giết Tông. Trước áp lực của Mẩy, Tông đã đồng ý về Lai Châu cùng người tình lên kế hoạch giết Ca. Tông gọi điện lừa Ca là mình có ma túy và rủ tìm người mua, nếu bán được sẽ chia nhau tiền, Ca đồng ý và hẹn gặp để xem hàng. Khoảng 22 giờ, ngày 19 tháng 1, trong lúc Tông lừa Ca xem gói ma túy giả trên đoạn đường vắng thuộc khu vực nương ruộng bản Lùng Thang, thì Mẩy lao từ bụi cây phía sau dùng thanh sắt phi 25, dài 70cm đập liên tiếp vào đầu khiến Ca gục tại chỗ. Mẩy tiếp tục đưa thanh sắt cho Tông đập thêm một nhát vào cổ Ca, rồi sau đó lấy lại đoạn sắt đập liên tiếp vào đầu và mặt nạn nhân làm biến dạng. Sau khi gây án, Tông chở Mẩy đi vứt thanh sắt trên và về nhà Tông ngủ. Sáng hôm sau, Tông dậy vứt bỏ giày và quần áo mặc khi gây án, còn Mẩy bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra và huy động lực lượng truy bắt Tần Ú Mẩy. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.